Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với một video đánh giá rất chi tiết điện thoại ở trên kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình sẽ đánh giá rất chi tiết về chiếc điện thoại Tecno Pova 2. Chiếc điện thoại có màn hình lớn kèm theo đó là một viên pin vô cùng trâu lên tới là 7000 mAh. Để xem là sau này nó sẽ có những ưu nhược điểm gì mà chúng ta có đáng bỏ tiền ra để mua nó hay không nhé. Đầu tiên ý, là về hộp phụ kiện thì thực sự mình có một cái lời khen dành cho Tecno Pova 2. Đấy, hộp phụ kiện của nó thì vô cùng đầy đủ luôn, không thiếu bất kỳ một cái gì. Đấy, nó sẽ có một cái ốp lưng như thế này để giúp chống va đập tốt hơn. Đó, được chưa ạ? Tiếp tục nữa nào, nó sẽ có thêm tai nghe này, có cáp Type-C và tất nhiên là có sạc nhanh. Đấy, tuy nhiên có một số những cái điểm mà mình cảm thấy là chưa hài lòng lắm về phụ kiện. Ví dụ như sản phẩm này có viên pin là 5000 mAh, nhưng giá như Tecno trang bị cái sạc nhanh hơn chút nữa, tầm khoảng 30W đi cho cái chiếc điện thoại này thì nó sẽ tốt biết mấy. Nhưng mà cái sạc đi kèm nó là sạc 18W. Đấy, và như mình sạc ấy, thì nó phải mất khoảng 2 tiếng 45 phút nó mới sạc đầy pin. Đấy, và thêm một cái điểm nữa, đó là cái tai nghe đi kèm của cái sản phẩm này thì nghe ở chất lượng bình thường thôi. Đấy, thì đấy là hai cái điểm mà mình cũng cần nói ở cái phụ kiện này để các bạn được biết. Đó, rồi, quay trở lại với cái chiếc điện thoại vừa mới thả rơi mà không vỡ này đây. Thì chúng ta sẽ có cái gì nào? Về cái cảm giác cầm nắm vào Tecno Pova 2 ấy, thì mình có một cái cảm giác cầm nắm cực kỳ là chắc chắn luôn. Tuy nhiên với một cái khối lượng cũng như là độ dày khá lớn như này thì khi chúng ta cầm vào nó sẽ tương đối là mỏi tay đấy. Em cũng chia sẻ thật với các bạn luôn đấy. Sau khi cầm cái sổ này về nhà để trải nghiệm ấy, thì mình phải bỏ luôn cái thói quen là trước khi đi ngủ xem điện thoại đi. Đấy, thực ra là trước khi đi ngủ chúng ta xem điện thoại thì cũng là thói quen không tốt. Đấy, nhưng mà nếu mà trước khi đi ngủ mà vẫn còn xem điện thoại với chiếc điện thoại này, mình hay xem như này này, mà nhỡ may mà nó có rơi, mà lúc ấy kiểu buồn ngủ ấy, mà nhỡ may nó có rơi thì là vỡ mồm luôn. Rất may là trong suốt cái thời gian sử dụng cái điện thoại này thì mình chưa một lần nào bị rơi mồm cả. Đấy, nó mà rơi vào là vỡ mồm thật luôn đấy. Rồi, thiết kế thì sao? Thiết kế thì về cơ bản là nó cũng chỉ bằng nhựa mà thôi. Đấy, mặt lưng bằng nhựa, khung viền cái thứ bằng nhựa. Nhưng mà với cái tầm giá khoảng 3 triệu rưỡi đến 4 triệu thì chúng ta sẽ khó có thể đòi hỏi được là thiết kế nó phải bằng kính hay là kim loại được. Mặt lưng nhựa này thì nó sẽ để lại rất nhiều mồ hôi và dấu vân tay và nó cũng sẽ dễ xước. Đấy, tuy nhiên là mình nghĩ là nếu các bạn đeo thêm ốp lưng thì nó sẽ giải quyết được tất cả mọi vấn đề luôn. Vừa chống xước được tốt hơn, chống va đập tốt hơn và cầm lên thì nó cũng đỡ bị bám lại mồ hôi và dấu vân tay hơn. Đấy, thì về cơ bản là mình nghĩ là 10 người được tặng cái ốp lưng này thì chắc là phải đến 9 người là người ta đã sử dụng nó rồi, chứ chả ai là không sử dụng nó đâu. Đó. Rồi, chỉ có mỗi tội là to và nặng thôi nhá. Về màn hình thì cái màn hình của Tecno Pova 2 cho mình một cái trải nghiệm mà tương đối là ổn, bởi vì màn hình của nó kích thước rất là lớn. Khi mình xem phim, xem các cái nội dung hiển thị thứ trên này thì cực kỳ là rõ ràng rồi. Tuy nhiên vấn đề ở đây là gì? Đấy là cái tấm nền của nó là tấm nền màn hình IPS nên thành ra là cái độ sáng của nó không cao. Nhưng nếu mà so với cả những cái sản phẩm khác ở trong cái tầm giá này, ví dụ như độ sáng của những cái sản phẩm màn hình IPS nó chỉ tầm khoảng 400 nit cho đến 450 nit thì sản phẩm này vẫn sáng hơn đấy nhá. Nó là 480 nit. Dùng bình thường thì không vấn đề gì cả, mình dùng khá ổn. Tuy nhiên nếu các bạn ra ngoài trời nắng ấy, thì chắc chắn là với độ sáng 480 nit chúng ta nhìn nó sẽ không thoải mái đâu. Đấy, thì mình cũng nói luôn. Đó, còn về cơ bản thì cái màn hình này ưu điểm là gì? Đấy là độ phân giải ở mức độ tốt ở trong cái tầm giá này và một cái kích thước màn hình thì rất là lớn. Đấy, còn nhược điểm là độ sáng chưa cao. Còn cũng có nhiều bạn bảo là ôi ôi, cái màn hình này nó chỉ có 60Hz mà thôi, nó không có 90Hz cũng như là không có 120Hz. Thì xin thưa, với cái tầm giá 3 triệu rưỡi đến 4 triệu đấy, mình lại phải nhắc lại cái tầm giá, thì như thế này đã là ổn rồi. Hay là thậm chí kể cả cái việc vừa rồi mình có chê là cái sạc 18W đi kèm viên pin 7000 đi chăng nữa, thì hãy nhìn lại cái tầm giá của nó đi. Cái sạc 18W ở bên trong này cũng không phải là tệ, đúng không ạ? Rồi, chúng ta sẽ nói tiếp về mặt hiệu năng thì sao. Đấy, thì Admin Kha đã có một cái video test game rất là chi tiết về cái sổ này rồi. Về cơ bản ấy, thì với những tác vụ thông thường thì mình cảm thấy là ổn, tương đối là mượt mà. Tuy nhiên nếu các bạn muốn chơi những tựa game nặng hay là rất nặng thì là không được đâu. Đấy, và trong cái quá trình chơi game ấy, thì các bạn cũng sẽ xem luôn Admin Kha đánh giá đấy, là nó sẽ bị giảm độ sáng khi mà chúng ta chơi game mà máy nó bị nóng lên. Và thêm một cái điểm nữa, đấy là cái loa ngoài của cái chiếc điện thoại này nó lại chung luôn với cả cái phần loa thoại, nên là thành ra là nó sẽ cho những cái trải nghiệm về loa là hoàn toàn không tốt một chút nào cả. Đấy, thì cái đấy là cái mà chúng ta cũng cần phải chú ý. Giá như cái sản phẩm này họ làm loa kép, hoặc là kể cả khó không làm loa kép thì cũng nên làm cái phần loa ngoài nó tách rời ra hẳn so với cả cái phần loa thoại, thì
thì như thế nó sẽ cho những trải nghiệm âm thanh tốt hơn. Còn âm thanh của sản phẩm này mình đánh giá không cao. Rồi, thế còn nếu mà các bạn chơi những cái game trung bình kiểu như Advan 8 trở xuống cái thứ ấy, thì với con chip Helio G85 nó hoàn toàn đáp ứng được, chẳng vấn đề gì cả. Bây giờ chúng ta sẽ nói về phần camera thì sao. Ở đây mình có chụp cho các bạn trong một số những điều kiện như thế này. Đầu tiên sẽ là camera selfie trong điều kiện rất ngược sáng của chiếc điện thoại này. Thì các bạn có thể nhìn thấy là cái phần vùng phía sau của mình đây, ví dụ cái phần vùng nhà phía sau nó đã bị cháy rồi, để làm cho cái bức ảnh của mình, cái mặt của mình nó sáng hơn. Đấy, có những chiếc điện thoại nó chụp ảnh selfie khiến cho cái phần vùng phía sau bị cháy nhưng mặt người vẫn tối. Nhưng mà có những chiếc điện thoại nó khiến cho mặt người sáng lên và phần vùng phía sau không bị cháy, thì cái chụp ảnh selfie của chiếc điện thoại này ở mức độ trung bình. Đấy, nghĩa là làm sao nó đủ hiểu được là mặt mình nó cần phải làm sáng lên là được, còn phần vùng phía sau thì nó không cần phải xử lý. Nhưng mà cái phần vùng phía sau này nó vẫn bị cháy nhé. Đây, các bạn có thể nhìn thấy được luôn này. Và độ chi tiết cho ra ở trên camera selfie là không cao. Đấy, vì thực ra là camera selfie của nó thì cũng chỉ có độ phân giải là 8 chấm mà thôi. Nó có lấy nét theo mắt luôn, nhưng mà mình thấy là cái lấy nét theo mắt này thì hiệu quả nó ở mức độ rất là bình thường thôi. Rồi, tiếp tục nữa nào. Chụp ảnh xuôi sáng thì sao? Đây, các bạn có thể nhìn thấy là về tổng quan bức ảnh thì rất ổn luôn. Màu sắc thứ cho ra, da rẻ thứ là ổn, khá là sát về thực tế. Đấy, tuy nhiên là nếu mà các bạn muốn zoom lên ý, thì độ chi tiết cho ra ở trên bức ảnh là nó không cao, vì độ phân giải của máy ảnh thôi chứ cũng chả có vấn đề gì cả. Còn về tổng thể bức ảnh thì là mình thấy là ổn. Hay là ví dụ như là chụp ảnh xóa phông với điều kiện xuôi sáng thì mình đứng ở phía trên, Admin Kha đứng ở phía dưới để xem là liệu nó có xóa đi Admin Kha hay không. Thì cái sản phẩm này nó xóa phông theo mặt người nên là nó không xóa Admin Kha đi. Chứ còn với một số những sản phẩm mà nó xóa phông theo khoảng cách ý, thì có thể là mặt mình sẽ rất nét nhưng mà Admin Kha thì mờ tịt đi. Đó, thì cái này mình thấy khá ổn. Rồi, tiếp tục nữa nào, chụp ảnh với điều kiện đủ sáng đối với cả camera sau thì sao? Đây thì các bạn có thể nhìn thấy luôn là bức ảnh chụp ảnh đủ sáng đối với cả camera chính này thì ở mức độ ổn. Đấy. Độ chi tiết cho ra ở trên camera 48 chấm là cũng ok đấy. Và khi các bạn zoom số lên 2x thì các bạn có thể nhìn thấy là tổng thể bức ảnh vẫn ổn. Đấy, nhưng mà khi các bạn zoom lên 5x, tầm 5x thôi thì độ chi tiết nó đã bị mất đi rồi. Đây, các bạn có thể nhìn thấy được này. Đấy, zoom lên 5x là cái bức ảnh này của mình đây. Đó, được chưa ạ? Tuy nhiên có một cái điểm mà mình cảm thấy khá đáng tiếc ở trên chiếc điện thoại này, đó là mặc dù có tới 4 camera sau nhưng nó lại không có camera góc rộng. Đó mới là cái điểm mà mình đáng tiếc. Chứ còn về camera chính thì mình thấy ok. Còn camera chụp ảnh macro thì sao? Đây, mình sẽ cho các bạn xem luôn. Đấy, chụp ảnh macro thì ok, nhìn trông cũng được đấy. Nhưng mà rõ ràng là với cái độ phân giải chỉ là 20 pixel thì chúng ta cũng không thể kỳ vọng được là zoom vào nó sẽ nét hay như thế nào cả. Đấy, mình sẽ chụp ảnh mang tính chất là vui vẻ là chính thôi. Đấy, hay là như là bức ảnh macro này đây, khi mình chụp ảnh với cả nút bạc của mình đấy, trông cũng nghệ chứ đúng nào. Và nếu mà mình sử dụng thêm một cái bộ lọc màu nữa đây thì bức ảnh nó sẽ như thế này. Cảm nhận không? Ôi, trông chụp ảnh macro trông như này trông cũng ổn đấy chứ. Thế còn chụp ảnh ở trong cái điều kiện ánh sáng trong nhà thiếu sáng thì sao? Trong nhà mình chỉ có duy nhất một bóng điện tiếp lên thôi, mình bật lên để cho bạn xem. Đấy, thì bức ảnh chụp ảnh đối với camera selfie ở mức độ ổn. Đấy, tuy nhiên như ở đầu video đã nói đấy là cái độ chi tiết cho lên là không cao. Đấy, hay là ví dụ như bức ảnh chụp ảnh selfie thứ hai đây nữa này, tổng thể bức ảnh thì ok nhá, nhưng mà độ chi tiết cho ra thì không cao. Còn chụp ảnh với cả camera chính ở đây này, đấy, thì các bạn sẽ thấy là cũng ở mức độ bình thường thôi. Đó, rồi, thế còn quay video thì sao? Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem luôn một cái đoạn mà mình quay video ở bên trong phòng cũng như là ra bên ngoài thì như thế nào. Và bây giờ là mình đang test thử bằng camera của chiếc Tecno Pova 2 này đây. Đầu tiên là mình sẽ quay ở trong cái điều kiện trong phòng nhá, ánh sáng điện tiếp ở bên trong phòng. Đó, rồi bây giờ thì mình sẽ đi ra ngoài. Đó, phòng này thì nó sẽ sáng hơn một chút bởi vì phòng này thì sẽ có đèn kino. Đấy, và bây giờ thì mình đang quay ở trong cái điều kiện vô cùng ngược sáng đây để cho bạn xem luôn. Và cũng sẽ xem luôn xem là khả năng thu âm của nó như thế nào nhá. Đây. Đó. Rồi. Đó, các bạn thấy không? Đây là đang quay ở trong cái điều kiện rất là ngược sáng đây. Đấy, cái chỗ bạn dựng video đây. Đó, để các bạn có thể đánh giá xem là sau này quay video trong điều kiện ngược sáng thứ như nào nhé. Và thu âm các bạn cũng sẽ đánh giá luôn. Sau khi các bạn xem xong cái đoạn video đó thì các bạn sẽ thấy là cái máy ảnh của cái chiếc điện thoại này khi mà quay ở trong cái điều kiện ngược sáng thì chế độ HDR thể hiện chưa tốt lắm. Nghĩa là sao? Nghĩa là có những lúc cái phần vùng cháy ở phía sau ấy nó không bị cháy thì mặt người thì đen xì. Đấy, nhưng mà có những lúc thì mặt người sáng lên thì phần vùng phía sau của nó đã bị cháy hết. Như vậy là cái khử HDR của sản phẩm này mình đánh giá là chưa ổn lắm. Chống rung thì ở mức độ bình thường,
Còn cái phần thu âm thì mình đánh giá là chưa tốt. Đấy, thì không biết là các bạn thấy như nào thì có thể để lại comment. Còn về cơ bản tổng quan camera của chiếc điện thoại này thì mình đánh giá là ở mức độ bình thường ở trong cái tầm giá này, nghĩa là chúng ta sẽ không thể kỳ vọng được là camera của nó phải xuất sắc ở trong cái tầm giá này được. Nhưng mà nếu mà so với cả những cái sản phẩm khác ở trong cái tầm giá này thì khiến cho mình liên tưởng đến camera của những chiếc điện thoại nào, thì cái sản phẩm này khiến cho mình liên tưởng đến camera của những chiếc điện thoại Vsmart. Thế còn về pin thì sao? Pin thì thôi khỏi phải bàn nhé, mình sử dụng 1 ngày rưỡi. Còn mình cũng nói luôn đấy là chúng ta không cần phải quan tâm đến thời lượng on screen làm cái gì đâu, bởi vì nếu các bạn chỉ có xem video không ấy thì thậm chí là các bạn có thể xem lên tới 12 tiếng đến 15 tiếng thoải mái luôn đấy. Nhưng mà nếu mà sử dụng hỗn hợp thì tầm khoảng 7-8 tiếng thôi, đấy là on screen. Nhưng mà nếu mà các bạn muốn kéo dài thời gian on screen ra thì mình cũng có thể kéo dài được, nên là on screen chúng ta không cần phải quan tâm đâu. Còn mình sử dụng trong vòng 1 ngày rưỡi, có chăng là cái sạc của nó với 2 tiếng 45 phút với đầy pin ấy thì mình cảm thấy là khá là lâu. Đấy, còn bình thường với sản phẩm này thì chúng ta xác định trước đó là mình hay để sạc qua đêm. Còn tiếng Việt hiển nhiên rồi, sẽ có sẵn luôn phần mềm, thì cũng là những phần mềm mới bây giờ đều là Android 11 cái thứ hết. Loa ngoài thì như vừa đấy mình đã nói rồi đấy, cái loa của nó lại chung với loa thoại nên đó là cái điểm dở đấy. Còn vân tay thì cực kỳ nhạy nhá, vân tay con này nhạy lắm các bạn ạ. Đây, vân tay nhạy vô cùng luôn, chạm phát ăn luôn. Vân tay của nó gọi là nhạy đáng kinh ngạc luôn ấy. Đấy, và cái nhận diện khuôn mặt 2D của nó thì cũng rất là nhạy. Và các bạn có thể thấy là cái vân tay này thì 10 lần thì cả 10 lần đều ăn hết, chứ rất ít khi nó bị trượt. Đấy, thêm một điểm nữa đó là nếu mà bạn nào mà hay bị ra mồ hôi tay như mình ý, thì mình rất là thích cái chỗ này, đó là kể cả tay có hơi ra mồ hôi một tí thôi nó vẫn nhận bình thường. Chứ còn ví dụ như những bạn nào mà đang sử dụng iPhone bây giờ nhá, tay mà hơi ra mồ hôi tay một tí thôi nó không nhận luôn. Đấy, còn sóng sánh nghe gọi thì rất ổn luôn, kể cả các bạn đi vào trong thang máy hay là xuống hầm gửi xe, những nơi mà có sóng yếu chúng ta vẫn có thể bắt sóng được sau này hoàn toàn bình thường, nghe gọi vẫn tốt. Còn có thêm một cái nữa cũng khá là thú vị, đấy là cụm 4 đèn flash ở phía sau này cho một công suất khá lớn. Và đối với những người như mình hay thức dậy vào ban đêm đi vệ sinh ý, thì mình cảm thấy là cái này là cần thiết này. Đấy, thực ra cũng không cần sáng với độ đấy đâu, nhưng mà công nhận con này đèn flash sáng thật đó. Và mình đã chỉ ra khá là nhiều những cái ưu nhược điểm của Tecno Pova 2. Về cơ bản ý, thì lúc đầu mình nghĩ rằng là cái sản này như nhiều người nói lúc đầu là tầm khoảng 4,5-5 triệu thì mình nói luôn đấy là mức giá cao đối với sản này đấy. Tuy nhiên khi các bạn mua hàng tại các sàn thương mại điện tử bây giờ, qua cái đường link mình đã để phía dưới phần mô tả của video này, tại Shopee, Tiki, Lazada thì giá bán bây giờ sẽ chỉ còn là khoảng 3,5 triệu cho phiên bản 464, nghĩa là 3,490,000 ấy, và sẽ là 3,990,000 đồng cho phiên bản 6128, nghĩa là hai phiên bản này lệch nhau khoảng 500,000. Nếu mà là mình thì mình nghĩ là mình sẽ mua chính cái phiên bản mà mình đang cầm trên tay này đây. Đấy là phiên bản 56 bộ 128. Bởi vì sao? Bởi vì chỉ lệch có 500,000 thôi, nhưng mình vừa được thêm RAM mà lại vừa thêm ROM. Còn nếu mà bạn không thể cố lên được thì rõ ràng lựa chọn mua Tecno Pova 2 phiên bản 464 cũng là một phiên bản tương đối vừa đủ rồi. Cũng chia sẻ với cả các bạn luôn, đấy là trong hai cái số tư vấn điện thoại gần đây thì mình thấy là các bạn quan tâm đến sản phẩm này khá nhiều. Và có những bạn ấy, các bạn ấy lựa hỏi mình là em muốn mua một cái điện thoại màn hình lớn, pin trâu để em chạy Grab. Đấy thì mình cũng tư vấn cái chiếc điện thoại này. Có những bạn ấy thì các bạn chỉ có tầm khoảng 3,5 triệu để mua một cái điện thoại tặng bố thôi. Nhưng mà người già các bạn biết rồi đấy, họ cần một cái điện thoại pin thật là trâu, màn hình thật là lớn vì mắt người già kém mà. Đấy, muốn mua một cái điện thoại màn hình lớn để nhìn chữ chiếc thứ cho nó to, thì rõ ràng Tecno Pova 2 cũng là cái chiếc điện thoại rất là phù hợp dành cho những đối tượng khách hàng như vậy. Các bạn cảm thấy sao về chiếc điện thoại này? Hãy để lại comment cho mình biết nhé. Và nếu mà thấy rằng video này của mình đánh giá thực sự tốt thì hãy like, share và subscribe để ủng hộ mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.